Đây là cách ủ cái dây cước mono sau khi đã sạc đầy vào trong máy câu. Sau khi sạc đầy vào máy câu rồi, nếu ta lỡ tay bung ra một cái là cái dây này nó bung ra ngay. Cái bộ nhớ của nó rất tốt. Ta dắt nó vào. Đấy. Sau khi dắt nó vào rồi thì ta tháo ra khỏi cái ổ máy câu này. Tháo ra khỏi máy. Đặt nó ở trong cái bát này. Tốt nhất là trong cái bát này. Đấy. Sau đó ta dùng một cái máy sấy tóc. Ta sấy cho nó nóng lên. Sở dĩ phải để trong cái bát vì nhiệt nó, hiệu suất nhiệt nó cao hơn, nó không bị thất thoát ra ngoài. Nó luôn luôn ủ nóng cái này. Ta phải sấy như thế này chừng 5 phút. Ta có chuẩn bị sẵn một mảnh giấy lộn. Ta cũng sấy cho nó nóng lên. Một cái khăn. Ta sấy cho cái khăn với lại cái mảnh giấy cho nó nóng lên cùng một lúc. Cùng với cái này. Cái này phải nóng đều lên tất cả xung quanh. Để trong cái bát này sẽ yên chí là nó sẽ nóng rất đều. Ta bao giờ ta thấy cả cái ổ máy này nó nóng lên, cả cái ổ cước này nó nóng lên. Nhanh chóng gói nó lại. Để cho nó giữ nhiệt ở trong này được càng lâu càng tốt. Xong rồi, lấy một cái khăn cuộn lại. Ủ như thế cho nó tự nguội đi. Khi nào thấy nó nguội, mát lạnh như không khí, như nhiệt độ bên ngoài, thì lúc ấy ta gỡ nó ra. Nó sẽ bám chặt vào cái ổ máy. Chúc các bạn làm tốt.